Đưa anh xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay ở đây mình đang có một con bình hơi. Đây, mọi người cho mọi người xem cái đầu này của nó đang bị hỏng bi này. Mọi người thấy không? Đó, mình nắp đi nắp lại được này. Đấy mà quay thì nó đảo này. Đấy. Mọi người nó nhảy chưa? Thì bây giờ nó đang bị vỡ bi ấy. Con động cơ ở đây thì nó đã cháy, mình tháo ra rồi. Thì trước tiên là mình sẽ làm cái phần này trước. Thì sẵn đây thì mình làm thì mình hướng dẫn cho mọi người, bạn nào chưa biết thì xem, còn ai biết rồi thì có thể tham khảo hoặc bỏ qua video. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho mọi người thay bi nhá. Thì trước tiên là mình sẽ tháo cái phần này ra nhé, tháo cái phần bi của nó ra nhé. Cái phần buli này của nó ấy, có con này gen ngược nha mọi người nhá. Đó, ốc gen ngược. Mọi người nhá. Tiếp theo mình sẽ đóng cái buli này ra nhá. Buli này của nó đóng côn mọi người nhá. Thì là cứ để đóng thẳng nó ra thôi. Đó, đây nhá, mình đóng ra mọi người nhá. Ok, sau đấy mình tiến hành xem. Đây đằng sau này nó có con ốc dầu nhá, bây giờ mình sẽ xả ra. Xem còn đâu, còn mình xả lốt. Không còn thôi. Trước tiên là mình xả lốt trước. Dường như không còn luôn mọi người nhé. Còn dính ở dưới kệ. À, mình cũng chưa anh thái trên đâu. Đã tạm vào. Mình tháo hết cái phần ống hơi ra cho nó đỡ vướng nha mọi người nhé. Tiếp theo mình sẽ tháo bốn cái ốc này nhá. Đó, mình sẽ lắc cái phần này cho nó ra nhé. Cái này phải lấy cái đục kê nhẹ vào nóng ra. Đây mình sẽ kê tạm vào đây. Đó. Lắp ra đây. Đây, bi vỡ tan rồi mọi người nhé. Cái máy cùi quá lấy led nó hơi kém. Đây nó đang mấy cả máy quay nó đang được sáng nữa. Đó, mọi người nhìn chưa? Đấy, bi này, chỗ có chỗ thì rồi hết bi và chỗ không viên nào này. Mình chưa? Rồi, bây giờ mình tiến hành tháo ra cho mọi người xem nhé. Rồi, đây. Đây, mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho mọi người tháo nhé. Thì ở đây này, mọi người nhìn thấy không? Nó có cái... Đấy, cho mày quay lại nhé. Đây, nó có hai cái mồm phanh mọi người nhìn chưa? Đây. Đó, còn cái này. Đấy, mọi người nhìn chưa? Đấy, đây là hai cái mồm phanh. Mọi người cầm cái kìm nhọn này này, hoặc cái gì cũng được. Bóp lại thôi. Đó. Đây nhá, ra rồi nhá. Bây giờ mọi người cứ nhấc nó ra thôi.
nước ra nó hơi vướng một chút. Đây mình sẽ chạy ra đây. Đó. Đây ra đây. Đó, đó, tháo ra rồi, như này ra rồi. Đây các bạn đếm miếng kê vào miếng gỗ nhá. Các bạn dỗ mạnh là bị được ra thôi. Đó, đây nó đang mắc miếng bi. Đó, ra rồi mà nhá. Đây, của nó đây. Cái này là bi của nó là bi 24 và bi 25 nhá. Cái này các bạn nên thay bi nó tốt một chút nhá. Mình cứ thay thường thường mình hay thay bi KBC. Còn nếu mà ai mà có điều kiện mà mua bi cơ về thay cho khách vào đây thì là đỉnh luôn. Còn mình thì nói chung là theo nhu cầu mỗi người thôi, nhu cầu của khách thôi. Mình thì mình cứ thay bi KBC nó vừa tầm. Thay thì mọi người để ý là cái phớt này, phớt này thì mình cũng thay luôn nhá, mình không tiếc. Cái phớt này mua có mấy nghìn thôi mà, tầm 10.000 một cái thôi là đắt rồi, không đến đấy, 7-10.000 một cái thôi, mọi người không tiếc. Thay đi, không khi mà mình đổ dầu vào ấy, nó ra phớt không khí nó sẽ ra nhá. Đây, đi mình sẽ vỗ ra nhá. Ra rồi. Đó, đây là bi 24. Bi xong là bi 25 thì đây. Ở bên trong nó có một cái phanh nữa. Đây, mọi người tháo cái phanh này ra nhá. Đây. Phanh đây. Đó. Đây. Cắt trong mình đóng nha. Đây mình dùng cái cắt chắn mình đóng luôn nhé. Rất là nhẹ nhàng thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển đi bi phớt nhé, để thay nhé. Vào đây, ở đây mình đã chuyển đi một vòng bi 24 và một vòng bi 25 nhé. Một phớt 20-40. Đây mình sẽ tiến hành cạy phớt cũ của nó ra nhé. Đó. Rồi tiến hành đóng bi rồi. Đó. Ok, xuống. Đây anh lắp phanh rồi đâu. Ở đây nó có một cái phanh. Đây vòng bi này có một cái rãnh phanh luôn nhé. Nào mình sẽ đóng vòng bi 24 nhé. Rồi mình sẽ đóng vào đóng bi này vào trước nhé. Xong rồi mình sẽ đóng phớt sau. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ lắp cái phanh này nhé. Đấy, cái phanh ở cái chỗ vòng bi 25 phanh ngoài đây. Đặt vào xong mình lấy kim bóp vào thôi. Rất nhẹ nhàng. Ok. Tiếp theo mình sẽ đóng phớt nhá. Rất ok rồi. Vào đây, ở cái phần này thì mình đã vệ sinh qua nhá. Nó sạch cái máy này mình nó bẩn quá thì mình vệ sinh luôn nhé. Bây giờ mình sẽ lắp cái phần này vào nhé. Ok. Mà bây giờ muốn lắp được cái phần này thì mình phải để làm ra nhé. Đây mọi người nhìn rõ chưa? Mình cho nhà mình trong kiện mình làm luôn. Đó, các bạn bôi một chút mỡ vào nhé. Cái phần tay biên nhé, để nhét vào cho nó dễ nhé. Ok.
ngày nào thật chính xác thì mới đi vào được cái tay điên. Cho vào cái bôi chút mỡ vào phần trục cơ nhá. Cái gioăng này của mình này, lúc mình tháo ra cái gioăng này vẫn còn ok nhá. Còn nếu mà cái gioăng này hỏng thì các bạn cắt một cái gioăng bằng giấy amiang khác nhá, hoặc là cắt bằng cái giấy giấy khuôn quấn bít áp cũng được. Đó, bây giờ sau đó mọi người hãy kéo hai cái phần tay biên ra nhé, kéo xuống sâu trong cái góc dưới này. Đó, mà kéo vào cái tầm góc này ấy, thì nó sẽ đây, thì sẽ cái trục cơ và cái quả này nó sẽ đút xuống, nó sẽ không bị chạm vào này. Đấy, mọi người nhìn chưa, đấy, chuẩn góc này đút xuống nó không bị chạm cái mặt này. Đấy, mặt băng này đó, mọi người chú ý nhé. Đấy, làm đúng ở góc này nhé. Hai, mọi người chú ý là xếp cái phần tay biên, cái lỗ trục tay biên này nó cân mọi người nhé, chú ý là xếp thật cân thì mới đút được xuống. Rồi, mình xếp này cũng tương đối cân rồi, mình sẽ lựa đưa xuống nhé. Rồi, mọi người thật nhẹ nhàng nhé. Đó, mình đưa xuống nhé. Chắc là ổn đấy. Mình sẽ gá cái phần bui này vào, mình xoay trước. Đó, rất là ok mọi người nhá. Đó, nó đã vào ấy. Khi mà hai tay biên chuẩn, mà thực sự đúng hai tay biên vào nhá, mọi người thử vào cái phần hai cái phần lỗ hút gió nhá. Khi bạn xoay tay biên thì nó sẽ hút, đúng không? Nghe tiếng nó sẽ khác, mà mình bịt tay vào xong mình quay thì nó sẽ hút cả hai bên này. Đấy, mình bịt từng bên một nhá. Đó, rất ok mọi người nhá. Đó, đã vào. Đó, rồi mình sẽ bắt ốc vào nhé. Tiếp theo mình sẽ bắt cái đầu ống hơi vào đây nhé. Mình lắp cái ống hơi này vào trước thì lát lắp bu li nó không vướng nhé. Đầu hơi này vào trước xong sau đó mình sẽ lắp bu li sau. Bắt cái ống các bạn siết vừa tầm luôn nhé, siết quá nó sẽ vỡ. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ lắp bu li vào thôi. Ok, và đắp vào trong này mà. Đó, và cái tay biên nó đã vào ấy. Mọi người bịt tay đây này, bịt tay vào cái đầu hút gió này. Đó, thì nó sẽ mút lại nhé. Đó, đó là chuẩn, đúng không?
và mình quay mình lại nghe nghe nghe, nghe thì cái tiếng bít tông lên xuống nhé. Đó, bên này thế này, đó rất ok. Đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Đức Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.